Rồi, để coi tiếp coi có câu nào chất lượng không. Anh ấy sống ở Đức, em sống tại Việt Nam, hai đứa đã gặp nhau và hẹn hò 6 tháng. Gặp nhau nhiều không? Anh ấy đang ngỏ ý sống thử. Trời ơi. Và em đã từ chối. Yes. Anh ấy đã nói thật lòng và đang sống cùng một cô gái khác. Anh ấy đã nói thật lòng và đang sống cùng một cô gái khác. Sau thời gian đó, anh ấy quay lại theo đuổi em có nên đồng ý quay lại không ta? Nữa các bạn lại hay có cái thiên hướng á là yes hay no. Trời ơi. Em không nhất thiết phải dùng chữ quay lại. Em hãy để anh ta chinh phục. Không có khái niệm quay lại hay là bỏ đi, mà là cứ như vậy và để anh ta chinh phục. Bật cái đèn xanh lên thôi. Bật cái đèn xanh lên rồi để trả dí em. Đó vậy đó. Trời ơi, giải thích bao nhiêu lần rồi. Hiểu không? Không có quay lại. Quay lại là sao? Nè, ok. Hiểu không? Và anh ta sẽ nói là à, tôi vớt nhỏ kia xong tôi quay qua nhỏ này nó ok, thì tôi vớt luôn nhỏ này. Quay lại. Em đang đi thế nào? Em cứ đi như vậy nhưng mà em bật đèn xanh lên. Ok, anh muốn theo đuổi. Yes. Bật đèn xanh lên, bật đèn xanh để anh ta chinh phục em. Các bạn nó đi xa xa quá rồi anh ơi, anh đi xa quá rồi, không biết đi đâu đây. Ok. Hôm nay là ngày 20 rồi, đợi đến ngày này tháng sau lâu vậy anh Tuấn, muốn đi học lắm anh ạ. À. Anh rất vui là vì em có cái ham ham muốn học học, học cái kiến thức đó. Nó làm cho anh có cảm giác là anh giá trị em không? Cho nên anh rất vui khi anh nghe câu đó. Và một bạn có một bạn có một câu hỏi để anh dán vào để nó hư. Tôi kết hôn năm 18. Tôi kết hôn 18 năm, 17 năm vui vẻ hạnh phúc. Gần một năm nay sau khi em vô tình đọc được tin nhắn xưng hô thân mật của chồng với một người phụ nữ khác, em đã nhắc nhở. Nhưng sau một lần khác biết chồng chở người phụ nữ đó đi trên xe, em có nói với chồng từ đó anh ấy thay đổi hoàn toàn. Từ ngôn ngữ, hành động, tình cảm, chồng lạnh nhạt, không gần gũi vợ hơn 8 tháng nay. Em đã học để nâng cao giá trị bản thân, sắp xếp công việc gia đình nhưng chồng không thay đổi. Bây giờ em nên làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân này? Hồi nãy trước đây 4 năm câu anh có trả lời một cái câu của một cái bạn á, về hôn nhân á, mà cũng tương tự như vậy đó. Anh giải thích được cái nguyên nhân mà trong tình huống này của em nó cũng tương tự nè. Trong 18 năm em hôn nhân với chồng đó đó, em nói là 17 năm vui vẻ hạnh phúc, thật ra nó đang cái cảm giác nó đang hư dần nhưng mà em không nhận ra thôi. Không có cái gì bụp cái hư vậy đâu. Và cái cảm giác yêu nó không còn, mà tới một ngày nào đó, đó anh ta bắt đầu mới bất ngờ có một cái rung động một cô gái khác. Và từ đó anh ta mới nhận ra là ồ, từ nào giờ ở với cái bà vợ này mình không có cái cảm giác này, mà bây giờ mình có cảm giác này, và cái bản năng nó thúc anh ta đi theo cái cảm giác đó. Thế thì cái phần mà mình nói cái gốc rễ của cái hư là cái hôn nhân nó không có cái hạnh phúc. Em nói là sống với nhau vui vẻ hạnh phúc, tức là chỉ có em cảm giác điều đó, nhưng mà đối với anh ta có thể là hoàn toàn không. Ok, do đó là nếu mà em không hiểu được cái phần đó thì em sẽ cảm giác ủa sao anh thay đổi lẹ vậy, nào không thể thay đổi như vậy. Rồi sau đó em mới thấy những cái dấu hiệu là anh ta có những cái có người phụ nữ khác. Rồi em bắt đầu em gì đây, em nói với anh ta. Rồi sau đó anh ta thể hiện là coi như là ok thôi bây giờ không giấu nữa, hiện nguyên hình luôn. Và anh ta chơi hiện nguyên hình, hiện nguyên con, bây giờ bà biết rồi hả, chơi luôn, thể hiện cho bà luôn, lạnh nhạt luôn. Đó chỉ là cái những cái triệu chứng thôi của cái hôn nhân nó không có được hạnh phúc. Thì sau đó em học để nâng cao giá trị bản thân, cái đó là điều tốt. Tuy nhiên thứ nhất là anh không hiểu được, anh không chắc được chứ là cái nâng cao giá trị bản thân của em á, nó là cái gì, nó có đúng ở trong tình huống này hay không, và nâng cao giá trị bản thân của em là gì, em làm gì để nâng cao giá trị bản thân đó. Thứ hai là em nâng lên được giá trị bản thân nhưng mà trong hành xử em lại bê vào không đúng, cho nên là có thể cái giá trị bản thân đó anh ta không cảm nhận được là có giá trị, đặc biệt là trong tình huống anh ta đang lạnh nhạt với em, đang có khoảng cách về tình cảm á. Mà em ngồi bây giờ em nâng cao giá trị bản thân theo kiểu là em nghĩ là em nâng giá trị bản thân của em lên là sự tự trọng em nâng lên, yes anh hiểu điều đó, nhưng mà qua cái hành xử với anh ta em có thể là làm cho anh ta cảm giác khó chịu hơn. Do đó cái việc em nâng cao giá trị bản thân của em á, ở cái cách nghĩ đó, đó nó lại không đúng. Nếu em nâng cao giá trị bản thân của em thì em sẽ trở nên quý giá hơn, nhưng mà em phải làm sao em áp được cái nâng cao giá trị bản thân đó đó vào trong cái hành xử với chồng để anh ta nhận ra cái giá trị đó. Nhưng mà ở đây của em á là cái phần nâng cao giá trị bản thân của em nó làm cho cái con người bên trong của em nó chất lượng hơn, nhưng mà nó không có nghĩa là cái tình cảm của ông chồng của anh của em, cái tình cảm của em và ông chồng em nó sẽ tăng lên lại. Thứ nhất là nó sẽ có tác động tích cực nhưng mà nó không có cái bụp cái nó nối tình cảm lại, chứ
Do đó là em đừng nghĩ là em nâng giá trị bản thân là em chỉnh sửa hôn nhân. No. Cái chỉnh sửa bản thân, cái chỉnh sửa hôn nhân như mình nói các bạn ở trên tường mình có ghi ấy, và mình ngộ ra trong một cái lần nào đó hình như lái xe đâu, là mình thấy rất là đúng. Khi mà mình suy nghĩ về những cái hôn nhân làm sao để giúp người ta nối lại, thì mình nghĩ là cái hôn nhân nó chỉ được chỉnh sửa khi nào cái cảm giác yêu của hai người nó quay lại ấy, hay là nó được xây lên ấy. Nếu mà từ nào giờ nó chưa có thì nó được xây lên hoặc là nó quay lại, thì lúc đó, đó cái hôn nhân mới được chỉnh sửa xong. Do đó em nâng cao giá trị bản thân của em tới một cái chừng mực nào đó, nhiều khi chưa có tới đâu đâu, nhiều khi giá trị bản thân muốn nâng cao lên đó, nó phải qua năm trong tháng, qua năm tu luyện. Nhưng mà em nâng lên được mức nhưng mà cảm xúc anh ta chưa quay lại thì cái về phần hôn nhân nó vẫn chưa được chỉnh sửa, hiểu không? Do đó là nó không phải là tất cả rồi. Nhưng chồng em không thay đổi, em nói em sắp xếp nhiều việc trong gia đình nhưng chồng em không thay đổi, tức là em hy vọng là việc em nâng cao giá trị bản thân và sắp xếp công việc gia đình thì chồng em sẽ thay đổi. No, như anh nói đó, là cái mục tiêu của mình nhắm tới á, là tạo ra lại cái cảm xúc mà yêu thương nhau, cần nhau đó. Mà những cái đó như anh nói là nó phải qua cái bài tập, phải qua những cái bài tập hai vợ chồng cùng làm bài tập đó. Hoặc là nếu như một chiều tức là em kiên nhẫn thay đổi thì nó sẽ lâu hơn nhiều. Nhưng mà để tới cái mức mà em và anh ta cùng thay đổi những cái đó, cùng làm những bài tập đó, thì phải xảy ra cái điều này là thứ nhất là hai người phải biết làm cái gì đã. Bây giờ anh nói bây giờ những bài tập để xây lại cảm xúc, em biết là nó khá là phức tạp chứ nó không đơn giản đâu, và mỗi cặp nó hơi khác nhau một tí. Nhưng mà bây giờ hai người chưa biết làm cái đó là gì là chớ. Thứ hai là chưa chắc là anh ta đã đồng ý cùng chỉnh sửa với em, đúng không? Tức là nó phải đi tới cái bước là ông chồng cảm giác thoải mái, ông chồng nói ok bây giờ ok chúng ta anh đồng ý là anh quay về, đại loại vậy đó. Anh nghĩ là cái gia đình này cái chưa anh chưa muốn bỏ, còn con cái còn gì đó, thì lúc đó hai vợ chồng mới bắt đầu qua cái bước khác là ok thôi bây giờ mình làm sao mình xây lại công nhân của mình vào trong một cái trại của anh Tuấn Lê gọi là gương vỡ lại lành chẳng hạn. Sau khoảng 1, 2, 3 lần đi như vậy trong 3 tháng 4 tháng gì đó, cái cảm giác mình bắt đầu nó nâng lên và mình biết cách làm sao xây cảm giác đó tiếp, thì lúc đó mới là chỉnh sửa hôn nhân. Do đó là cái câu hỏi của em á, là bây giờ em nên làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân. Em đừng nghĩ theo cái hướng là cứu vãn hôn nhân, em nên nghĩ là làm cho mình hạnh phúc. Nên nghĩ theo cái cách nghĩ đó nó tích cực hơn và nó đúng với cái bản chất là mình làm sao để mình xây ra cái cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của mình, chứ đừng nói là cứu vãn. Nghe nó có vẻ giống như một cái gì đó tè le tét lét bầm dập tan nát hết, bây giờ lụm từng miếng dán nó lại. Nếu mà hên thì dán nó ngay ngay một chút, còn không xui xui thì dán nó méo đi. Nghe nó có vẻ nó tè le, nó không có chất lượng, trong khi em vẫn có thể xây nó chất lượng lại, thậm chí nó còn tốt hơn từ nào tới giờ nữa kìa. Nếu đi được tới đó, và đi được tới đó em phải làm nhiều thứ đúng và phải cẩn thận, đừng có làm thứ theo cảm xúc, phải làm đúng và phải có kiến thức. Bởi vì cho nên là mình nói cái hôn nhân của các bạn á, các bạn đừng nghĩ là có một số bạn đơn giản hơn, tình huống của các bạn không tới nỗi tệ và các bạn có thể áp dụng những cái này vào và các bạn đạt được một cái kết quả nhất định và nó là cái điều tốt. Tuy nhiên có những cái tình huống á, mà coi vài cái livestream hay là một vài lớp online, đọc một vài cuốn sách, nó cũng sẽ có tác dụng của nó nha, mình không phủ nhận cái đó đâu. Nhưng mà các bạn phải hiểu được rằng nếu như mà nó đã hư nhiều và các bạn muốn cái hạnh phúc cực độ, bạn muốn nó được hạnh phúc thực sự, thì bạn phải đầu tư nhiều hơn về công sức, thời gian, phải đánh đổi, đánh đổi. Vì cái hôn nhân của bạn nó rất là quan trọng. Nó quan trọng hay không là tùy mỗi người cảm nhận thôi, nhưng mà cái gì mà nó càng quan trọng và các bạn càng muốn nó được chất lượng thì bạn càng phải đầu tư nhiều vào nó. Như đó là đôi khi bạn mình nói là các bạn phải nhúng mình vào một cái môi trường luôn đó, để mà học, để mà xây nó lên, thì sau này bạn mới mưu cầu được cái gọi là hạnh phúc đó. Chứ nếu mà mình chỉ dựa vào một vài cái là rỉ tai hỏi bà chị này có vẻ có kinh nghiệm, bà này lấy chồng được 5 năm rồi bà chắc kinh nghiệm, mà bà chị nào cũng vậy đó, bà nào cũng vậy, tất cả mọi người đều, những cái người có gia đình đặc biệt là luôn nghĩ mình là một cái người coi như là hey, tao rành lắm mấy cái này đó, để chị nói cho em nghe nhé. Không, chị mày nè đã có hôn nhân 5 năm rồi, wow, hay là gì không, tao nói cho mày nghe, tao hai đời chồng đây là 20 năm rồi, ok, để tao nói cho mày nghe. Và những người bạn đó, những người chị đó, họ nghĩ là họ đang giúp, và thực sự là họ nghĩ họ đang giúp, nhưng mà họ đưa ra những cái gọi là ý kiến, là một là ý kiến, thứ hai á là họ dựa trên những cái nỗi đau của họ đó, họ cho ra lời khuyên. Và thường nhất là họ khuyên gì biết không, mày bỏ nó đi, hay là mày bây giờ là phải khó lên, mày phải làm căng lên, mày phải có những người hôm qua tư vấn, mày phải đi mướn người hăm dọa con kia, mày phải nói với gia đình chồng mày á để mà tác động vào đó.
mày phải nói chuyện với mẹ đó, gọi thằng rể để đe để nói cho nó nghe. Các bạn đưa ra những cái gọi là ý kiến đó, mà mình biết là các bạn muốn cái điều tốt, nhưng mà phần nhiều là các bạn thứ nhất là cũng theo cảm xúc thôi, nghe kể xong mình sôi gan lên bỏ nó đi, nó không đáng để giữ đâu. Cái đó không phải chỉnh sửa hôn nhân, cái đó không phải chỉnh sửa hôn nhân. Cái đó là các bạn chạy ra tìm những cái lời khuyên đó, nó cũng nguy hiểm lắm. Các bạn nên đọc những cái sách, ok, có nhiều sách để các bạn đọc lắm, có nhiều tài liệu lắm. Nếu các bạn đọc được tiếng Anh đó, thì các bạn chỉ cần, nếu các bạn cần được tiếng Anh đó, mình đọc tên họ ra không hết rồi, nhiều lắm. Các bạn có thể là John Gottman, các bạn có thể là John Gray, các bạn có thể là Esther Perel, các bạn có thể lên đọc của ông Gary Chapman, các bạn có thể đọc của anh Jim Evans, hay là các bạn có thể học của, I mean a lot, really, rất nhiều, các bạn có thể đọc của rất là nhiều người. Thì các bạn có thể kiếm những kiến thức đó, bạn lên đó bạn gõ vô đi, marriage counselor, hay là lên Amazon nó gõ vô là marriage repair, hay là đại loại book, hay là gì, nó sẽ cho bạn cái đống sách luôn mà nhiều lắm. Ok, thì bạn đọc cái đó nếu bạn thích đọc. Còn nếu như bạn nào không có tiếng Anh đó, thì các bạn có thể hỏi những cái người bạn là ở Việt Nam chúng ta có sách gì. Mình biết cũng có một số những cái chuyên gia người Việt, tiến sĩ Việt Nam đàng hoàng về hôn nhân, họ cũng có những cái sách mà mình nghĩ chắc chắn có giá trị. Hay là các bạn đi tìm những cái thông tin nào mà các bạn phải xác định được là cái nguồn của nó có giá trị, và đừng có nghe theo những cái bà chị 10 năm kinh nghiệm hay là ông anh rể, hay là mấy cái, tức là mình không phải nói xấu họ, nhưng mà họ chưa, họ muốn giúp nhưng mà họ không có lực, và họ chỉ dừng lại ở cái khái niệm là trải nghiệm mà đưa ra theo cảm xúc tức giận nó mới ghê chứ. Bạn hãy đi theo để tìm những cái người nào mà họ có những cái nghiên cứu và những cái tìm hiểu, có những cái kiến thức, và họ giúp mình được như những người mà họ có cái chuyên môn hơn là một cái người nghe câu chuyện của mình xong nổi nóng và khuyên mình đừng đừng đi theo hướng đó. Ok, do đó là bây giờ em phải làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân này, thì cái câu đó anh từng trả lời trước cái live, trong cái livestream này vài vài câu trước. Em có thể coi lại, bạn nào trên YouTube thì có thể coi lại cái video trước đây khoảng 1, 2, 3 ngày. Ok, thì các bạn sẽ thấy là nó có cái hướng dẫn đó em. Nhưng mà cái quan trọng nhất là em vẫn phải có kiến thức, tại làm cái gì làm vẫn phải có kiến thức, đặc biệt là cái này là mới và quan trọng. Đối với em hôn nhân là quan trọng, và đối với em hôn nhân là mới. Mới không phải là vì 17, 18 năm mà nó mới. Mới anh Tuấn ơi, em có chồng em 18 năm đồ, nó mới là vì từ nào vậy? Em không có kiến thức, không biết cách làm á. Nó mới là vì em chưa được tiếp cận những kiến thức đó. Hãy làm cái điều đó đi, đó là cái tốt nhất.